trân trọng kính chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh của Viết Phú trong video mới nhất ngày hôm nay. Thì hôm nay thì Viết Phú xin trân trọng gửi tới quý vị anh chị cô chú à, một mẫu đồng hồ. Đây là một à, một cặp à, của một à, anh khách có đặt của Viết Phú một à, cặp à, Seiko. Đây là của một anh ở trên à, à, Hà Nội có gửi Viết Phú mua cái đôi đồng hồ này thì trước hết thì Phú xin uh, nhắc lại quý anh chị của chú là số điện thoại Zalo viết Phú sống tại Nhật Bản thì số điện thoại Nhật Bản với đầu số cộng tám và số là không tám không sáu tám một bảy ba chín bảy mươi quý viện chỉ của chú tìm Zalo thì uh, vui lòng uh, chọn vào số điện thoại Nhật Bản cộng tám thì nó mới ra được uh, Zalo với Phú còn nếu không thì uh, tìm bằng số cộng tám của Việt Nam mình thì nó sẽ không ra nhờ anh chị cô chú có bảo anh không tìm được tại vì anh không thay đổi cái số điện thoại cộng 84 hay cộng 81 Việt Nam thành Nhật Bản thì nó sẽ không ra được và ngoài ra thì với Phú cũng có một số cái sản phẩm khác gửi nhận gửi về Việt Nam ngoài đồng hồ máy tính loa đài ví dụ như là các thực phẩm chức năng hay là số cái Fuji Sumo là là một trong những cái sản phẩm mà bộ thuận trắng dương rất là nổi tiếng của Nhật Bản cái này có Made in Japan nha quý vị ạ là một sản phẩm bộ thận tráng dương. Lọ này là 100 viên. Uống trong 50 ngày. hai đến 2023. Quý vị tha hồ mà để không không sợ vấn đề gì. Nên 50 ngày nhá, quý vị nhé Cái này thì có tác dụng bộ thận tráng dương, tăng cường sức khỏe nam giới, bổ và ham muốn các thứ. Tăng cường khả năng kéo dài thời gian các thứ thì các thông tin chi tiết thì em có đăng ở trên cái trang Facebook của em trang bán hàng các sản phẩm khác ngoài đồng hồ thuốc trợ trên đấy em có đăng cụ thể trên đấy và cũng như ở trên Zalo quý vị có thể tham khảo thêm ở trên Zalo của em trên trang web em có để dưới và hôm nay thì em xin đi vào các sản phẩm đồng hồ của chúng ta ngày hôm nay em xin đi vào chi tiết của sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay quý vị nhé. đây là một sản phẩm Seiko Đấy, có mã là SCV051, SCV051 đây là hai sản phẩm này hàng mới 100% quý vị nhé. Các đồng hồ em review trên này thì có hộp giấy và uh, warranty, uh, chế bảo hành cũng như là cái thông tin của sản phẩm. Đây này thì uh, bảo hành chỉ áp dụng cho thị trường Nhật Bản và quốc nội thôi quý vị nhé, một năm đối với thị trường Nhật Bản. Đây, rồi hai đồng hồ này thì em mới mua các uh, anh khách Hà Nội và rất là may khi em mua sản phẩm này thì ở, ở, ở cái shop của người ta chỉ có hai cái, à, có ba sản phẩm này và em mua một đôi thì uh, cái sản phẩm này thì của cái shop ở uh, Tokyo và Osaka nha quý vị nhé. Đây, đây là cái chỗ em mua thì 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 uh, cái chỉ còn hai, ba cái sản phẩm mà em lấy hai cái sản phẩm rồi, rất rất là may là một anh đã tin tưởng và gửi cho biết Phú mua uh, với một đôi đôi như thế này thì giá mới niêm yết của cái sản phẩm này tại Nhật. Đây quý vị là 3 man 800 yên tương đương khoảng tầm 6,4 triệu năm đồng Việt Nam đồng tại Nhật Bản giá niêm yết và cái uh, quý vị mua qua viết phú thì giá sản phẩm này về đến Việt Nam sẽ là 5,5 triệu Việt Nam đồng với một sản phẩm hàng mới 100% uh, đã có sale quý vị nhé. và đi vào chi tiết của sản phẩm này thì là một cái sản phẩm có mặt tiêu màu xanh đại dương với có khả năng bắt sáng là đẹp quý vị có thể khi mà À, xoay nghiêng này thì nó có thể là những cái tia sáng xanh ở trên mặt hình rất là đẹp và một sản phẩm này thì có uh, cái thiết kế với lối thiết kế open hết ở góc 9 giờ quý vị có thể thấy được cái bộ máy của cái sản phẩm rất là đẹp và với cái kích thước của cái sản phẩm này thì em sẽ đo trực tiếp cho quý vị cùng xem đối với mặt đường kính ngoài của sản phẩm này thì là 41.5mm nữa quý vị nhé. cái này thì sẽ phù hợp với một số các anh chị em quý vị có chu vi cổ tay là rơi vào tầm 16, 15,5, 15, 16 mm uh, cm cổ tay chu vi trở lên. đấy thì uh, sản phẩm này thì được làm bằng thép không dỉ và đối với cái mặt kính của sản phẩm này thì tuy không phải là một kính sapphire nhưng mà là trang bị một cái uh, kính khoáng độc quyền của Seiko. cái này thì có khả năng chống xước uh, có thể là yếu hơn cái mặt sapphire. tuy nhiên thì cũng có thể có một cái khả năng chống xước nhất định độ dày của sản phẩm này thì sẽ là 12mm gần 12mm nếu quý vị. Nhé. thì uh, ngoài ra thì các uh, về mặt trong của cái sản phẩm này thì được trang bị 12 chân kính à, uh, 24 chân kính 24 chân kính thì uh, ở bên này thì uh, người ta nên biết là 24 đá duy nhiên Việt Nam mình hay gọi là 24 chân kính và uh, các ở các cái uh, kim giờ phút giây thì đều là có cũng như là các cái mũ ở giờ thì đều có đỉnh đá bằng dạ quang các quý vị có thể hỗ trợ xem giờ vào ban đêm rất là tuyệt vời. Ngoài ra nữa thì khả năng tích cót của cái đồng hồ này thì lên tới 41 giờ. Máy là một máy automatic có khả năng tích hợp lên cót bằng tay và lên cót tự động. Thì ở góc 6 giờ thì quý vị có thể thấy được dòng chữ automatic cũng như là made in japan. Đây là một sản phẩm uh, sản xuất uh, tại uh, nội địa Nhật Bản và uh, ở góc 3 giờ thì là cái núm chỉnh giờ của uh, Seiko. Thì uh, cái bộ kim giờ phút của cái sản phẩm này thì được uh, vát nhọn và, và được uh, thiết kế theo hình mũi kiếm, vát nhọn vào hai bên và tất nhiên có đính dạ quang để có cho khả năng bắt sáng tốt hơn. Về mặt sau của sản phẩm này thì quý vị có thể thấy được các cái thông số của cái sản phẩm này em sẽ gỡ, gỡ cái quay nó ra trước ở vị phía sau thì có logo Seiko ở dòng chữ Made in Japan ngoài ra thì có ghi bằng là stainless steel thép không dỉ đây bộ máy của sản phẩm này là bộ máy 4 r 38 nha quý vị nhé. là một cái bộ máy khá là bền bỉ của cái dòng cốt uh, máy cốt uh, cơ hiện đại của seiko ở đây thì có stainless steel uh, water resistant một mười ba từ khả năng chống nước uh, độ sâu 100 trăm mét quý vị có thể là đi tắm đi bơi một cách thoải mái uh, và ở cái dòng này thì có cái quai có một cài và có thêm một cái quai như thế này nữa, một cái chốt vừa chốt vừa cài rất là bền bỉ có thể là quý vị có thể đeo để chạy thể dục hay là đi lại một cách thoải mái mà không lo bị tụt hay là rơi. Đấy thì sản phẩm này thì được niêm biết cho quý vị nhé, em xin nhắc lại một chút sản phẩm này được niêm biết tại thị trường nhật bản là ba man ba mươi nghìn tám yên và tương đương với khoảng tầm 6,4 triệu và đồng giá niêm biết tại nhật thì quý vị mua qua với phú thì giá đối với một sản phẩm mới 100% trăm về đến Việt Nam thì sẽ lập 65,5 triệu về năm đầu nha quý vị nhá. SCV 051 made in Japan có máy 4R38 và sự chênh lệch thời gian trong một ngày là 45 35 giây 45 giây trong một ngày. À, có cơ tự động cũng như là cơ uh, lên có bằng tay. 24 đá. Đấy, made in Japan và độ tích có 48 giờ. quý vị, em xin nhắc lại một số thông tin như vậy thì em xin trân trọng cảm ơn anh ở trên Hà Nội đã có tin tưởng và đặt và gửi tiền cho vết Phú mua thì giữa một cái thị trường trăm người bán vạn người mua với cái đồ Nhật Bản này thì em cũng rất là trân trọng cảm ơn anh à, có sự tin tưởng và à, nhờ Phết Phú order hai cái sản phẩm này thì thực ra mà nói ở Việt Nam thì các anh em khác bán đồng hồ cũng rất là nhiều và giá rẻ hơn ở bên này ở bên em mua rất là nhiều việc đối với giá người ta nên biết ở Việt Nam ấy, thì những mức giá như vậy thì em thấy là ở bên Nhật này em cũng không, không không, thể mua được cái giá nên biết ở bên Nhật thì mà ở Việt Nam người ta đưa về người ta bán với giá như vậy là rất là nể nếu mà hàng là hàng chuẩn thì thực sự rất là nể còn nếu mà hàng cũng không phải là chuẩn lắm thì cũng cũng phải nói rất là nể vì nó giống với khoảng tầm 99,99% 99%, không khác cũng hầu như là không khác một tí nào mà cái, cái, giá rất là hợp lý đối với sản phẩm này thì em cũng có tham khảo trên uh, các cái trang bán hàng khác thì một số anh em ở Việt Nam có bán sản phẩm này hàng mới trăm năm như này luôn uh, về Việt Nam thì chỉ rơi tầm chưa đầy 5 triệu hoặc là 5 triệu thì đối với mức giá vậy thì ở bên này đã niêm yết hơn 6 ,4 triệu tư thì em không không thể mua được ờ à, còn cái giá này thì à, em cũng cân à, mất cái giá này là giá ba man 800 trăm là giá à, chưa nhập thuế theo vị nhé nhập thuế vào là tầm 7 triệu đấy đấy thì mua việt nam mà anh, anh anh em đưa về bán bốn triệu rưỡi đến năm triệu thì thực sự là nói là rất là nệ em cũng hơi hơi khó khó và làm được những cái giá như vậy ở việt nam thì có rất là nhiều uh, mặt hàng có giá là thực sự là rẻ hơn rất là nhiều thậm chí những cái sản phẩm của Omega Thụy Sĩ thì cũng có những cái shop niêm biết với giá là chỉ hơn một triệu và khi mà có anh khách đã từng mua hàng bên em có hỏi thì người ta bảo là sản xuất tại Nhật tuy nhiên ở trên đồng hồ có ghi là Swiss Made nghĩa là Made in Switzerland ấy, nghĩa là sản xuất tại Thụy Sĩ thì em có tra những cái mã tương mã đó ở bên sang thị trường bên này thì giá tên trên trên 100 triệu tuy nhiên ở Việt Nam chỉ bán hơn hơn một triệu thôi thì em biết là thủy thủy khuê hay là thủy điện, đó là, là thủy thủy phương đó, thì em cũng xin trân trọng cảm ơn Anh ở trên hà nội cũng như tất cả quý vị anh chị cô chú đã theo dõi ủng hộ và tin tưởng với Phú trong thời gian vừa qua, em xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau.